Ngày 27 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tĩnh cho hay đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phan Thị Liên, sinh năm 1984, về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến vụ án. Trước đó vào lúc 8 giờ sáng ngày 25 tháng 9, công an thành phố Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Phan Thị Liên ở khối phố Tân Yên, phường Văn Yên về hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét trong người và nhà đối tượng, lực lượng, lượng chức năng thu giữ trên 1 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động, nhiều phí đựng tiền, túi sách và một số tăng vật liên quan. Bước đầu Liên khai nhận, chiều ngày 24 tháng 9 tại trường tiểu học Bắc Hà, trong lúc tàn trường, Liên trà trộn vào các phụ huynh, lợi dụng sơ hở của người khác, rút được một chiếc phí, trong đó có 1,3 triệu đồng tiền mặt, một thẻ tín dụng và một số giấy tờ. Khi nhìn thấy mật khẩu của chủ nhân ghi trên chiếc thẻ, Liên đã xuống ngân hàng nông nghiệp thành phố, rút lấy 7,5 triệu đồng rồi đi đánh đề.